Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại vòng xuyến đường bộ ven biển và sang Quất Lâm đây. Ở đây thì vào ban đêm thì gió biển thấy được một cái sự thay đổi rất là đặc biệt, và hệ thống đèn chiếu sáng ngày hôm nay thì gió biển mới thực tế tại đây xem là có hiệu quả hay không. Đây là những biển báo và hệ thống đèn chiếu sáng thì được ra tận hết khu vực giải phân cách ra chỗ khu vực đường bộ ven biển thuộc huyện Hải Hậu, và đây là điểm cuối của đường bộ ven biển huyện Hải Hậu. Đó, bây giờ thì có những cái giải phân cách tạm thời và hệ thống đèn chiếu sáng khu vực cột kia thì hôm nay gió biển không thấy bật. Và ở đây thì mọi người thấy đó, đây là khu vực cầu Hà Lạn. Đó, thì gió biển chia sẻ đến mọi người những hình ảnh khu vực đèn ở giữa cái vòng xuyến này. Hiện tại thì vòng xuyến với cái bán kính khoảng độ 30 mét, khoảng 30 mét nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể thấy được những cái hình ảnh đèn rất là sáng, gió biển sẽ đưa dần lên cho quý vị các bạn nhìn thấy. Thực sự là cái máy của gió biển là nó cũng chống chói rất là tốt đó, nhưng mà khi mà quay lên chỗ cái hình ảnh này thì thực sự nó khá là chói, nên cái hệ thống đèn LED ở đây rất là hiệu quả. Hiện tại thì công nhân và xe ô tô, xe máy đang thấy được rằng là di chuyển các phương tiện qua đây rất là dễ dàng, và ánh sáng gió biển nghĩ rằng là rất là đủ ở đây. Và ở đây thì dùng ánh sáng đỏ thì ánh sáng nó thật hơn nha mọi người. Đây này, ở đây có một chiếc xe tải đang vòng quanh khu vực vòng xuyến này. Theo thời gian trước thì gió biển cũng nghĩ rằng là phải có một hệ thống đèn chiếu sáng nó phải thường xuyên tại đây để cho hiệu quả và giảm thiểu tai nạn giao thông, giúp cho an toàn hơn. Khu vực này là giải phân cách hướng về thị trấn Yên Định, và họ làm theo một cái hình tam giác, và biển chỉ dẫn thì cũng rất là rõ ràng, rõ nét. Hiện nay thì trên khu vực cầu Lạc Quần cũng đang thiết kế những cái phần đó là những cái vòng xuyến và theo những cái hình thái, thực sự là bây giờ đang chuyển đổi, thay đổi rất là nhiều. Nhưng gió biển cũng chưa biết được rằng là họ sẽ thiết kế như thế nào, bởi vòng xuyến cũ thì đã được chỉnh sửa theo một hình thái mới, làm sao để cho đường Nam Định Lạc Quần có thể di chuyển lên cầu Lạc Quần một cách theo tuần tự giao thông, kết nối vào cả thị trấn Xuân Trường. Và ngày hôm nay thì trên cái vòng xuyến tại đường bộ ven biển hướng sang cầu Hà Lạn, sang giao thủy, thì các biển thiết nghĩ rằng là ở chỗ khu vực vòng xuyến này trồng thêm một số cây cối, cây hoa đó, và nâng cấp cao lên một chút hệ thống gọi là nền đất đó, thì nó tạo ra một cái mỹ quan tốt hơn đó. Thì hệ thống đèn bình thường chiếu sáng này thì hôm nay gió biển không thấy bật, nhưng mà cũng khá là đủ để cho mọi người có thể tham gia giao thông ở cái vòng xuyến lớn này, và mới được hình thành trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Đây là khu vực chỗ này có một số nhà ở ven đê, nhưng mà bây giờ cái con đê đằng này này họ sẽ chặn không cho theo cái hình thái đó nữa, và họ có một cái lối mở đằng khu vực này. Gió biển đã từng đi trên này đó. Phía bên kia thì là cảng cá Quất Lâm. Hôm nay là hình ảnh ban đêm thì gió biển chia sẻ đến quý vị các bạn ở cái vòng xuyến này đang hoạt động giao thông rất là hiệu quả, và là sự kết nối tam giác giữa ba đường, giữa đường thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu và đường bộ ven biển, và nối này thì cũng có thể về chỗ hướng Hải Nam đó mọi người, và về nối cầu vượt sông Sò theo dọc với con sông Sò này. Đó, bên này thì sang Quất Lâm giao thủy. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Gió biển chia sẻ những cái điểm tích cực trong hạ tầng giao thông của Nam Định. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.